like, and subscribe. Tại vòng bảng năm 2002, Việt Nam thắng Philippines 4-1. Hai huyền thoại là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn, mỗi người lập một cú đúp trong trận này. Richard Canedo ghi bàn duy nhất cho Philippines. Lúc này, sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá còn rất lớn. Ở trận ra quân, Philippines thua Myanmar 1-6, trong khi Việt Nam thắng Campuchia 9-2. Philippines sau đó bị loại ở vòng bảng, còn Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc. 8 năm sau, hai đội lại chung bảng. Ở lượt trận thứ 2, Philippines hành quân đến sân Mỹ Đình. Nhiều người chờ đợi một chiến thắng dễ dàng cho Việt Nam. Đội lúc đó đang là đương kim vô địch và khởi đầu giải đấu với chiến thắng 7-1 trước Myanmar. Tuy nhiên, Philippines đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0. Christopher Gzitwick mở tỷ số cho đội khách trước khi Phizang Hutben ấn định tỷ số khi hiệp 2 còn 11 phút. Chiến thắng này sau đó được cổ động viên Philippines gọi là phép màu ở Hà Nội và là một mốc son trong lịch sử phát triển của bóng đá Philippines. Việt Nam và Philippines sau đó giành vé vào bán kết nhưng lần lượt thua Malaysia và Indonesia. Hai đội tái ngộ tại AFF Cup 2012. Đây là một giải đấu gây thất vọng của Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bị Myanmar cầm hòa 1-1 ở trận ra quân, trong khi Philippines thua Thái Lan 1-2. Ở lượt trận thứ 2, Emilio Calicdong ghi bàn duy nhất, giúp Philippines vượt qua Việt Nam. Philippines sau đó đánh bại Myanmar 2-0 và vào bán kết nhưng thua Singapore. Lần chạm trán gần nhất diễn ra năm 2014, đó là trận đấu ở lượt cuối bảng A. Trước đó, Việt Nam hòa Indonesia, thắng Lào, trong khi Philippines thắng cả hai trận và nắm lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Toshiyami Uza đã chơi một trận xuất sắc, 3 bàn thắng của Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương giúp họ giành chiến thắng 3-1, chiếm đầu bảng từ tay Philippines. Với kết quả này, cả hai dắt tay nhau vào bán kết nhưng lần lượt thua Malaysia và Thái Lan. Well, the Singapore-Myanmar match was in progress. And finally, we are away. Vietnam in red, attacking to go to our right against the Philippines. The final round of matches on the Wednesday in Group B, Myanmar-Philippines, Vietnam-Singapore. Both matches kicking off at the same time, 7:30 local. So Philippines go looking for the opening goal. That wasn't too far away. The goalkeeper is not happy at all. And the attack. Well, against the runner player, Philippines have gone in front. That is totally bizarre. And the man who scored against Singapore, Christopher Gradwich, somehow twisted and turned his head. And it got the goal past Hodgson. Vietnam on the break again. Tan Long not going all the way. And again, stopped there by Gregovic. Keda. Now, Phil, young husband. Looks useful. Great save by Hodgson. And still Philippines with the opportunity. It's still Phil, young husband. Could this be a goal? Yes, the Philippines have scored again. Young husband has now really put the Philippines in a commanding position to claim the all 3 points on offer. Twice and others nearly sent Araneta through. No more time is to be played. As referee Jimmy Napitupulo brings to an end this match. A wonderful, wonderful victory for the Philippines. A great result, their best ever to date in international football. Henrique Calisto
is disappointed with his players. It all comes down now to match day three, where Vietnam plays Singapore. The 2012 tournament. It's a nice ball, just needs a finish now, and it's in! Right at the end, it's the substitute, Callaghan. Guirado has played his part since he's come on. He let that get away from him, Callaghan, but he recovered beautifully. Oh, that's come off the crossbar. Sakapana got something on it. And that's it. A big, big win for Philippines. The final score here then at the Rajamangala Stadium. It's Vietnam 0, Philippines 1. Southeast Asia's biggest football fiesta winds down. The final matches of Group A will be played simultaneously tonight. It gives the opportunity for Philippines to clear their lines. Not very far though. Oh, snapped into goal, my goodness! Dato will be looking at himself and he can't believe it, and we've got a goal in the opening 15 minutes. The crowd explode, and it was unbelievable. Ngo Huang Tin gets the credit for it. They were cheering on the Laotians. They faced them in the opening match because they're not considered one of those whipping boys of this competition anymore. Oh, what a touch out that is for Bruno Tom. What a run with the goalkeeper. 2-0. Up and running Vietnam. Oh, it's a chance for Philippines to get right back, and they have! Paul Mulder scoring in his second consecutive Suzuki Cup, and they're right back in it. Once again, Vietnam can't keep a clean sheet against the Philippines, and Paul Mulder has given them a glimmer of hope. Brotherly love trying to set something up. Cross is not a bad one, and it's broken clear. Oh!